Hello, xe máy học mang độc chất Sài Gòn xin kính chào cả nhà. Chúc cả nhà anh em mình một ngày luôn mạnh khỏe, bình an và an lạc nha. Và hôm nay là buổi trưa, học mang cũng là một cái clip chia sẻ anh em đam mê những cái dòng RS đời đầu 2006, 2007, 2008 gì đó, cái phiên bản cũ đó. Ở chiếc này là một chiếc quay RS đi đúng 9.000 cây. Hồng An mới lấy về hôm qua và cũng đã chia sẻ cho một người em bà con sử dụng. Trước khi Hồng An đi giao xe thì Hồng An tranh thủ quay lại một cái clip. Thứ nhất là chia sẻ cho anh em xem chiêm ngưỡng một con xe chức 9.000 cây. Và thứ hai là Hồng An cũng lưu lại một cái clip để làm kỷ niệm trên cái kênh sức của mình. Chứ nếu mình không lưu thì không biết khi nào mình mới mua được một chiếc xe đẹp được như vậy nha anh em. Thì những cái hay, những cái chất đẹp thì Hồng An đều lưu lên trên cái kênh hết. Sau này thì anh em cứ tra lên, thì khi anh em muốn tìm hiểu lại những cái dòng xe cũ, xe đẹp chất như thế nào thì mình cứ tra lên mình xem lại. Không, cái xe 9.000 cây thì nó tình trạng xe nó như thế nào, cái ốc tán nó sao, chiếc xe dinh sao, thì từ đó mình mới nhận định được một chiếc xe nó như vậy đó, 9.000 cây hoặc 15.000 cây, 20.000 cây đó, mình nhận định được. Trước tiên thì Hồng An cũng quay, anh em chịu khó theo dõi nha, xe này đi chung đúng 9.000 cây. Thứ nhất là cặp vỏ theo xe, bánh chưa mở, xe nhông dĩa vẫn còn, hình như là chưa tăng sên luôn. Này có tăng sên rồi, đó, 9.000 cây. Thì anh em trong cái mùa dịch này thì anh em nhớ ở nhà hạn chế đi ra đường. Thật sự là Hồng An cũng khuyên anh em hạn chế đi ra đường, và nếu có ra đường thì anh em nhớ đeo khẩu trang nha, khẩu trang y tế đó. Và khi đi về nhà mình nên rửa tay sạch sẽ, không? Và nếu có điều kiện thì mình súc miệng, mình mua cái loại chai súc miệng á, trước khi lên ăn uống về nhà mình rửa tay súc miệng xong mình lên bàn ăn, hoặc trong nhà mình có sử dụng cái gì đó mình nên rửa tay mình mới cầm nắm lên, phải không? Để con vi khuẩn này nó không chừa một ai đâu, tiếp xúc qua cái nước bọt hoặc cái hơi thở thôi là nó đã lây lan rồi. Nó đâm ra chính phủ họ mới khuyên anh em nên ở nhà hạn chế đi ra đường tụ tập nơi đông người, nó nguy hiểm, đâm ra chính phủ họ mới khuyên nha anh em. Có chỉ thị rõ ràng hết, cấm tụ tập trên 10 người à. Nếu mà họ, những con này họ không nguy hiểm thì chính phủ mình nó đâu có khuyến cáo đâu nha anh em. Và Hồng An cũng thấy là thôi anh em tốt nhất nên ở nhà hạn chế đi ra được trong cái thời dịch này đi. Mình góp phần một chung tay cùng với chính phủ sở tại địa phương, đúng không? Thứ nhất là bảo vệ cho mình, bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho cộng đồng. Thì khi anh em cứ nghĩ đi, tiền bạc hôm nay không kiếm thì mà ngày mai mình kiếm thôi, mà cái sinh mạng thì nó quan trọng hơn anh em ơi. Thì nhiều khi cái mùa dịch này nó trong vòng một tháng hai tháng thì nó cũng hết thôi, trước sau nó cũng hết thôi à. Anh ra mình giờ hiện tại thì mình phải hạn chế bớt, mình chung tay cùng với cộng đồng tất cả mọi người cùng nhau chống dịch. Anh em thấy đường phố không? Những quán xá đều đóng cửa hết, đều hưởng ứng hết, không có tụ tập gì hết. Quán xá nè, nghe quận 11 mình nè, hưởng ứng chung của chính phủ, không có tụ tập. Ngày thường sát bên Hồng An là cái quán cà phê nè, hôm nay cũng đóng cửa luôn rồi. Và Hồng An cũng khuyên anh em khi tới cửa hàng Hồng An, anh em nhớ đeo khẩu trang nha. Thì anh em với nhau thì hiện tại thì mình phòng bệnh hơn chị bệnh anh em ơi, phải không?
Mà thuốc này là cái bệnh dịch này là không có thuốc trị nó mới độc nha anh em. Nó có thuốc trị thì nó đỡ, giờ hiện tại là không có thuốc trị đặc trị gì hết, chỉ có phòng thôi, phòng là chính thôi à. Phòng là chính thôi. Xe này đẹp lắm anh em ơi, 9.000 cây thôi à, anh thấy không? À, bỏ theo xe nè, 207 trước sau như một luôn nè, còn gai luôn em. À, phạt của nó nè, đắt phục anh em. À, để tính là khi nó hơi đóng đóng te cây cầm luôn đó, xe không có đi mà. Chìa khóa nè, chén cổ nè. Thì anh em ở nhà mình trong cái mùa chống dịch này thì anh em ở nhà lên mạng mình xem những cái kênh, và trước tiên là cũng xem kênh của Hồng An nữa, chia sẻ cho anh em. Mỗi ngày Hồng An đều có clip hết trơn nha. Tuy rằng Hồng An cũng là tham gia chống dịch Covid nhưng mà vẫn có clip hàng ngày chia sẻ cho anh em ở nhà rảnh rỗi gì đó mình giải trí. Trong những ngày mình rảnh đó ở nhà mình lên những cái clip, những cái kênh mình xem giải trí. Ngày nào Hồng An vẫn có clip hết trơn nha anh em. Và Hồng An cũng là vẫn mua bán bình thường nha. Vì Hồng An bán xe là đa số là Hồng An ship xe về tỉnh cho anh em không à. Đâm ra những cái vận chuyển này kia là Hồng An sẽ ship tận nơi, anh em cứ ra chạm xe, chành xe mình nhận. Còn những thủ tục giấy tờ thì anh em chỉ cần photo chứng minh, hộ khẩu gửi qua Zalo Hồng An, Hồng An sẽ lo những thủ tục rút rốc bàn giao cho anh em luôn. Đó, đâm ra là anh em mua xe Hồng An chỉ cần là có chứng minh nhân dân, Zalo, hộ khẩu chụp qua Zalo, vậy là đủ rồi. Còn những cái phương thức giấy tờ, công chứng, xuất hóa đơn Hồng An sẽ xử lý hết, và cũng bàn giao xe gửi về trạm xe, cành xe cho anh em tận nơi luôn. Anh em chỉ có ở nhà mình chịu khó mình chuyển tiền trước tiên, cái đó là cái căn bản của cái giao dịch nha anh em. Chuyển tiền bằng cách nào, qua bưu điện hoặc qua ngân hàng hoặc qua tài khoản, chuyển vô tài khoản của Hồng An. Rồi anh em chỉ có bước thứ hai là anh em là chuyển xong tiền, anh em sẽ nhận xe. Qua ngày hôm sau anh em sẽ nhận chiếc xe. Đó. Ở trên đây pháp lý giấy tờ là Hồng An sẽ giải quyết công chứng về cửa hàng Hồng An, rồi xuất hóa đơn, rồi nạp rút cho công an. Vậy thôi. Nhưng mà hổng gài thì không biết cái giấy tờ rút gốc mỗi cái quận huyện nó, nhưng không biết tình hình nó như thế nào, đôi lúc nhiều khi nó hơi trễ. Thì anh em cũng mong anh em thông cảm nha, tùy theo quận nha. Vì thành phố nó nhiều quận lắm, 12 quận huyện mà. Chưa có tính những cái quận huyện ngoài nữa. Đâm ra thì trong cái mùa dịch này, những cái phòng làm việc họ cũng hạn chế bớt. Cũng làm hồ sơ nhưng mà làm hồ sơ hạn chế bớt. Đôi lúc có chậm trễ anh em cũng thông cảm nha. Cái này là bên ngành công an, trực thuộc bên công an giao thông nha anh em. Nói chung là trước sau thì cũng sẽ có thôi, không có gì hết. Vì trong công an họ giữ hồ sơ mình thì họ cũng phải trả thôi. Chẳng qua nó chậm trễ tí thì cũng chẳng có sao hết. Còn nếu anh em nào mà ngại vụ giấy tờ chậm trễ thì nhiều khi mình cứ giữ mình chạy trước đi. Mình giữ biển số cà vẹt mình cứ đi thời gian khi nào mình muốn rút thì gửi ngược lên cho Hồng An rút thôi, cũng đơn giản thôi, không sao đâu, tùy cơ ứng biến, đúng không? Trước tiên anh em có xe sử dụng, có biển số xe mình đi đó. Còn mà muốn mà rút thì mình cứ rút, còn không thì thời gian khi nó qua được cái mùa dịch này thì gửi lên ngược lên Hồng An rút, vì trên đây Hồng An đã cà sẵn số khung số máy rồi. Cứ mà gửi lên là Hồng An là công chứng là Hồng An nạp rút ngay thôi. Rất đơn giản anh em ơi.
Để anh em coi nè. Ồ, 2 đá 7 anh em thấy chưa? À, em xem giải trí. Nhà buồn buồn làm gì anh em? Mở kênh xe máy Hồng An. Thứ nhất là mình hiểu được nhiều chiếc xe đẹp, nắm được những cái thông tin căn bản về những cái dòng xe đẹp, xe chất, những cái lỗi lầm gì đó. Mình nắm thêm những cái kiến thức, cái đó là những cái kiến thức tốt không à. Nhận định được những cái dòng xe nào mà đẹp, những cái dòng xe chất. Thấy cổ bô nó sáng trưng anh em ơi, bô sáng lắm, chín ngàn cây anh em coi cây cổ nè, thấy không, 9.000 cây đó anh em, bô nó vậy đó, cái dàn chân dưới nó như vậy nha anh em, thấy không. Nói chung anh em đến với kênh Hồng An nó cũng nhiều cái bổ ích lắm anh em ơi. Kênh mình là một cái kênh để anh em cùng nhau giao lưu, chia sẻ, học hỏi, trao dồi những cái kiến thức. Hồng An biết những gì Hồng An sẽ hướng dẫn anh em hết. Còn mua bán thì Hồng An cũng nói rồi, nói mãi à. Mua bán là cũng do cái duyên thôi, đúng không? Nhưng mà cái tâm niệm là mình chủ yếu là mình chia sẻ cho cộng đồng anh em biết những cái kiến thức xe thực sự là đẹp, thực sự là chất. Anh em mình biết được cái như vậy mình có thể mình hướng dẫn bạn bè hay gia đình gì đó mình đi mua được những cái dòng xe đẹp hơn. Tránh mua lầm những cái trường hợp mà xe không đúng chất lượng thì tiền mất tật mang, đúng không? Cuộc sống bây giờ nó khó khăn lắm anh em. Năm ra anh em khi mình mua những cái dòng xe cũ á, phải nắm được những cái kiến thức rất quan trọng nha anh em. Kiến thức nó giúp cho mình nhiều cái hay lắm. À, có còn gai nên thấy không? Vì anh em biết được những kiến thức đó, nó sẽ đi theo anh em hết cuộc đời này anh em. Mình ra đời là mình phải học, càng học nhiều học mãi thôi, học tới già cũng chưa có hết đâu anh em. Nhưng mà mình được biết thêm nhiều kiến thức đó, thì cái đó là tốt cho mình thôi, chứ hiếm có ai dạy mình cái kiến thức lắm. Thà họ cho bạn ăn một bữa cơm chứ họ không dạy bạn đi kiếm tiền đâu. Còn anh em mà chỉ giáo những cái kiến thức cơ bản này kia là rất hiếm thật sự. Đâm ra thì có cái dịp anh em đăng cái kênh xe máy Hồng An thì sẽ có dịp biết thêm nhiều cái kiến thức. Thì mỗi cái clip Hồng An đều có nói những cái lỗi nhỏ nhặt, những cái kiến thức cơ bản về những cái dòng xe, những cái tiếng kêu của máy hay cái gì đó, thì anh em muốn coi thì phải coi lại những cái clip cũ. Những anh em nào mà đăng cái kênh mới, đăng cái kênh đây á, coi lại những cái clip cũ của Hồng An, vì mỗi cái clip Hồng An đều có nói những cái đặc điểm cơ bản, những đặc thù của dòng máy sao đó, thì Hồng An cũng thật sự là cũng không nhớ hết. Anh em thì cứ tra là những cái clip cũ, vì mỗi cái clip quay của Hồng An cũng có nói những cái lỗi cơ bản hoặc những cái ốc tán gì đó, anh em rảnh thì cứ coi lại những cái clip tham khảo lại, đúng không? Rất đẹp anh em. Rồi Hồng An mới đổi lại cái hướng nè, anh em thấy không? Mình quay clip á, cái hướng sáng á, nó quan trọng lắm. Mình quay trong cái hướng tối á là nó bị che anh em thấy không? Nó che cái độ sáng ra một chiếc xe của mình nó nhìn không được thực tế. Khi mình quay qua cái hướng sáng nè thì những cái chất màu của chiếc xe nó hiện rõ luôn. Mà tại phần men nó dở một cái là cái độ sáng nó không phải như ở ngoài, nó bị che bởi cái chung cư với cái bạc nữa,
thì nó mất đi cái độ màu của một chiếc xe đẹp. Anh em thấy chưa, nó đẹp lắm. Quay quay qua hướng này anh em thấy cái bộ câm nó khác liền, thấy không? Và cái hướng bên kia nó tối thui à. Đẹp. Đẹp cái này anh em. Vũ Thắng nè, thấy không? Chấm sơn nè. À, thì qua cái clip này anh em nhận định được một chiếc xe đi 9.000 cây, 10.000 cây thì cái chất màu, chất ốc nó sẽ như vậy. Cái con tán ốc, tán màu gì đó, không? Nhiều khi có tiền không mua được kiến thức nha anh em. Không, mang cái này là chuẩn luôn nhá. Kiến thức là chỉ có đời dạy mình thôi. Đời dạy mình cách sống. Không, kiến thức cũng vậy đó, khi mình đi ra ngoài, mình ra chạm này kia, mình bị thất bại mình mới nắm được mà thì ra nó như vậy. Đâm ra cái trả giá nó cao lắm, đôi lúc mà trả giá hết, trả giá rất nặng nề. Chẳng hay mình đi mua lầm một chiếc xe thì nó là, nói chung là nó bị cái giá trị nó không đúng á. Anh em mua lầm một chiếc xe thì mua về tất nhiên là sẽ bị lỗ rồi, lỗ nhiều luôn nha. Và lại đi không ngon nữa. Thì anh em là chính vì mình không nắm được cái kiến thức, đúng không? Cái đó là do cái gì? Do cái kiến thức mình bị thiếu, không nắm được thì mình sẽ bị lầm thôi. Còn kiến thức mình có thì mình sẽ tránh được cái tỷ lệ thấp nhất, đúng không? Ít nhiều. Vì những dòng xe này anh em không nắm được kiến thức á thì tiền mất tật mang. Thứ nhất. Thứ hai, anh em bán lại sẽ lỗ. Không có giá trị. Chứ anh em thì nếu mà đi mua xe mới thì anh mình không còn bàn tới nữa. Xe mới thì hãng nó sẽ bảo hành cho anh em 3 năm bảo trì thường xuyên. Hãng Honda, hãng Yamaha họ sẽ bảo trì cho anh em. Còn những dòng xe cũ, thứ nhất là cái giá cả nó cũng mắc lắm. Những dòng xe đẹp mà, xe chất mà, nó cao lắm anh em. Nó cao hơn cái lúc mà xe xuất xưởng nhiều luôn. Thành ra chỉ cần anh em không nắm được cái kiến thức thôi thì mình sẽ mua những cái dòng xe nó kém chất lượng. Về anh em đi thời gian sẽ phát sinh những cái động cơ máy nó hư hao, nó phải làm lại máy này kia đó. Thì đâm ra là phải tiền phải mất không mà mang cục tức nữa đó. Và tâm nguyện Hồng Mang này chỉ giúp anh em nắm được những cái kiến thức thôi, nhận định được sao giúp được ít nhiều anh em nắm được những cái kiến thức này. Thì Hồng Mang chắc không rày cũng biết là trong kênh của Hồng Mang là cũng được 4.000 mấy người rồi, thì ít nhiều anh em cũng trong 1.000 người đó cũng nắm được ít nhiều kiến thức, thì sẽ rất như là trong 1.000 anh em sẽ tránh được những cái kênh mà mình mua không có đúng chất lượng đó, mình né được, đúng không? thì đỡ được biết bao nhiêu tiền bạc của anh em. Thì mình làm việc, nói chung là làm việc tốt việc xấu thì do mỗi con người mình thôi, cái tâm của mình hướng sao thì tự mình biết, không? Và anh em cũng tự anh em cảm nhận được trong cái chất chân thật của mỗi con người. Hồng An làm clip, trước tiên Hồng An làm cái kênh đó, là cái tâm của Hồng An là mình chia sẻ những cái dòng xe đẹp, xe chất đi, rồi mình cho anh em nắm thêm những cái kiến thức căn bản trước đó. Những anh em nào mà họ có tiền, họ có khả năng, họ chơi đam mê thì chơi thôi, đúng không? Chơi mà có lời nha anh em, đúng không? Còn những anh em mình không có khả năng thì mình coi thì ra là mình cũng có được những kiến thức rồi. Thì sau này mình, khi mình có khả năng mình chơi chiếc xe đó, cái dòng xe đó, thì mình hiểu được, mình quyết định sáng suốt hơn,
có thể mình chọn lựa. Nhiều khi anh em năm nay anh em không mua, không đủ điều kiện mua xe đi, thì sang năm anh em cũng có điều kiện. Tới lúc đó thì anh cái kiến thức nó sẽ đi theo anh em mãi mãi thôi. Hôm nay học em nói rồi, kiến thức sẽ đi theo anh em cả suốt cuộc đời này. Còn tiền bạc thì hôm nay không, mai cũng có. Và mai mất đi, mà ngày mốt nó cũng có lại thôi à. Còn cái kiến thức thì mình đã nắm trong đầu là nó đi theo mình suốt cuộc đời này. Nó rất lợi ích nha anh em. Cái đó là cái vốn, cái tiền bạc là nằm trong cái kiến thức nha anh em. Còn chuyện mua bán anh em thấp thì cứ đến với Hồng An ha. Còn anh em không có đủ khả năng thì mình cũng có xem vui vẻ, mình biết được ít nhiều. Cái kênh Hồng An là nó như vậy thôi, thực sự là Hồng An không có gì hết ha. Vì Hồng An cũng bản chất là một con người rất thích xe đẹp, xe chất, đam mê. Tuy rằng mua bán thì Hồng An cũng mua những cái dòng xe đẹp, xe chất mà mình thích, cái đó là nó đã vô cái máu rồi, vô máu của Hồng An rồi. Những dòng xe đẹp, xe chất là Hồng An mê lắm, nhiều khi mua cao lắm nha anh em. Sở thích mà, thích thì mua thôi, mua cao đó. Nhưng mà mình bù lại cái sản phẩm mình mua cao là nó đáng cái giá trị của nó, chứ không phải mình mua cao mà mình mua hố, bị thuốc, nghe không? Mình mua không đúng cái chất lượng thì cái lúc đó mình mới tiếp, mới đau thôi. Mình mua cao nhưng mà giá trị nó sau này nó vẫn là một con xe chất, xe đẹp, xe hiếm thôi, thì sau này nó cũng còn cái giá trị của nó. Tuy rằng năm nay mình mua con xe này mình mua cao nè, mà sang năm ai ngờ nó lại có giá hơn, vì cái dòng xe cũ họ không còn đẹp nữa. Giữ được con này nó đẹp quá thì giá trị nó sẽ lên thôi anh em ơi. Cái người Việt Nam mình nói như vậy nha. Cái phiên bản nào mà hết hàng mà càng cổ thì nó càng có giá thôi à. Tại sao những con neo FI đi 4-5 ngàn cây, 70-80 triệu vẫn có người mua. FI 2.8, 2.9 nó đi 4-5 ngàn cây á, 70-80 triệu vẫn có người mua, là vì hiện tại là họ không còn hàng nữa, đúng không? Mà giá xuất xưởng chỉ có 32 triệu thôi, 31 triệu là coi như mắc hơn gấp 2 chiếc xe, gấp đôi hơn. Nói chung là cái đam mê, cái sở thích thì mỗi người đều có cái đam mê hết, đều có cái sở thích hết, mà mình chơi sao cho nó chuẩn, chơi sao cho nó đúng, chơi sao cho đừng có bị thiệt, mà mình cứ chơi thôi, thực sự là như vậy. Chơi là chơi cho tới, cho chức, đúng không? Nhưng mà nó đúng là một cái giá trị thật chứ không phải là giá ảo. Chỉ sợ anh em là chọn lựa không có đúng thì cái đó là nằm trong cái kiến thức nha anh em. Rồi ok, cái này chỉ là lưu lại kỷ niệm thôi, đúng không? À, kỷ niệm một con xe WRS 9.000 cây. Con này một lát Hồng An đi giao về cho người bà con ở dưới Cà Mau rồi, đâm ra sẽ không còn dịp nữa, thấy không? Lưu lại thôi. Tiếng máy chắc lắm anh em. Anh em là tiếng máy nè. Cây nó nói lộn gì nữa. Mới quá này mình, đẹp quá, còn vàng vàng luôn anh em. Em thấy nó vàng không, mặt em nó vàng vàng luôn á, còn nó vàng luôn nè. Cái vỏ cũng vàng vàng nha anh em, để lâu á xe nó có cái độ màu vàng ngộ lắm. Yeah.
vàng vàng á. Cho nên Hồng An nói á, anh em á, mà mua những cái dòng xe đẹp á, anh em chịu khó nhìn ở dưới nha. Ở dưới là nó quyết định hết nguyên chiếc xe, cái chiếc xe nha anh em. Chịu khó nhìn những cái cốt nền này nè, nó sẽ quyết định cái chiếc xe. Những chi tiết nhỏ nhặt nhất vậy đó, mình quay mình test cho nó kỹ lên, thấy không? Bảy màu luôn, thấy không? Những cái này là những cái căn bản nhất của một chiếc xe đẹp á. Những cái này nó đi kèm hết trơn nha anh em. Chiếc xe mà 9-10 ngàn cây mà cái này nó sát nghẹt thì thôi nha. Những cái căn bản nền, nó lò xo nè, cốt nè. Những cái nền nó có hết, thể hiện hết nha anh em. Dưới hết, chiếc xe nằm ở dưới hết. Cốt nền của nó nha anh em. Cho anh em coi luôn cánh bẩn nó có đát nha anh em, thấy không? 207 nè, thấy không? 5207 nè, đó đát của nó nè, tháng 7 207 nha, thấy không? Đó, cặp cánh của nó đó, sức xưởng đó đều có hết. Chưa 207 đấy chưa à. Hàng theo xe chứ phải hàng mới nha anh em. Kiến nó vàng luôn á, vàng vàng nha anh em, đã lắm, vàng vàng á, thấy không? Lâu ngày nó có lớp vàng, kiến mà để lâu chắc chắn là sẽ có lớp vàng thôi à. Nó đục đục chút, thấy không? Nhớ đăng ký kênh nha và chia sẻ kênh, like cho Hồng An để mọi người chúng ta kết thêm nhiều và kết duyên thêm những anh em mới nữa vô cái kênh này nữa và cùng nhau chia sẻ. Tem mà đẹp quá anh em ơi, đẹp quá, áo tem mà không có chạy luôn, kỹ quá anh em, thấy không? Sáng là mới, đồ đập thắng chưa mòn luôn nè, mới gì đó. Sẽ lên cái clip con rim, mai rảnh rồi Hồng An lên cái clip con rim, rim Thái 50 đầu cho anh em coi, chia sẻ cho anh em xem nha. Con đó là khủng long bạo chúa nha anh em, con rim Thái 50 đầu, không ra Hồng An để trong nhà rồi. Ngày mai rảnh rỗi thì Hồng An sẽ quay lên chia sẻ cho anh em, chiêm ngưỡng cho anh em. Rồi bye bye mọi người đã xem cái kênh xe máy Hồng An đọc ở Sài Gòn, bye bye.